đối thoại tối nay có đối thoại xin kim nhượng mình mấy em biết là nào anh sáng mấy cái này là mình cần cái có thông tin nè, cần cái gì mà cái cho việc học nó tốt hơn á, mình đi lên để tự khắc phục cái hàng ví dụ như tình trạng bị cái lúa cái hàng xuống lên mình phải có kiến này thấy gì cũng chuẩn bị tối nay tôi đọc vô tá bả luôn cái câu hỏi sợ luôn cái này lớp dựng cho bốn mươi nói nghe tôi khác có cả luôn. Em là khách hàng em bỏ tiền ra đây em có được gì đó, tại sao phải sắp vô ngồi cho em vừa đóng tiền mà phải vừa phải không được lựa chọn chỗ ngồi. Dùng cái từ kinh doanh giáo dục nè. Tôi đây là khách hàng, tôi là bạn hàng. Nên bố tôi dạy chạy sĩ chạy lẻ. Thì mấy em thấy thì trong cái trường hợp mà mấy em thấy cái thuốc người ta cần phải cấp cứu nhanh hoặc là gì nè, bệnh nhân hôn mê nôn ói không uống được ta phải dùng, còn có những thuốc người ta không có được uống ví dụ như insulin đó nè không uống được đâu, enzyme phải dài dài là hơi cho nên nó hay được thì cái giới thiệu mấy em một số được tính chính ví dụ như là tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, thì cái này thì các em biết qua cái đường này thôi, mình học học y cho nên mình không có đi. Thường mà tiêm dưới da thì thường mà ví dụ như tiêm insulin rồi, phải tiêm bắp thì tiêm vô cái tiêm cơ delta chẳng hạn, mũi kim từ 90 độ chẳng hạn, thì tiêm tĩnh mạch thì số đường này thì mấy em đã. Dĩ nhiên là tiêm bắp nè, tiêm dưới da nè, nó cũng phải mất đi lượng thuốc nhưng không tất cả bởi vì nó có hấp thu, còn tim tĩnh mạch là nó tim trực tiếp vô trong tuần hoàn nó không hấp thu và nó vô 100% luôn cho nên sinh tiêu dụng nó là 100%, còn sinh tiêu dụng của tim bắp tim dưới da thì nó không đạt được 100%. Đó thì mấy em nắm số này thì cái đường hấp thu thì chữ sẽ dạy nên mấy em thấy cái đường này đó toàn bộ lượng thuốc nó đưa vào não hết. Đừng là đừng tĩnh mạch, đừng cái gì đó. Cái đồng độ thuốc trong áo này cái thời gian. Còn cái này là đường tĩnh mạch mà nó phải hấp thu nè. Cho nên cái đồng độ thuốc không giờ nó đạt đến như tĩnh mạch, nó sẽ mất điện lượng. Nhưng mà nó tác dụng nhanh, nó tác dụng dĩ nhiên là chậm hơn đường tĩnh mạch rồi, nhưng mà nó nhanh hơn những cái đường khác nó vào máu nhanh hơn, và cái đường nó cao hơn. Còn đây là tim dưới da nè, nó thấp hơn và nó tác dụng vào máu chậm hơn, nó thu chậm hơn. Còn đây là đường gì? Đường hố, nên các coi đỉnh dòng áo nó thấp, thấp hơn thì cái đường tim, nhưng mà nó đồng lại chậm hơn, cho nên là cái mình dùng các đường hố, đường tim. Ngoài ra thì chúng ta có cái đường tim mà gây tê thì sống, thì rồi thì bộ tế cũng khuyến cáo cấm gây tê thì sống một số trường hợp trong hổ xanh đó. Bây giờ chúng ta qua phần 2, hướng dẫn sử dụng một số giải thuốc thường gặp. Như nãy thầy nói cái trang bị kiến thức cho dùng trên lâm sàng các bạn là sao phải nắm về cái phòng chán là cái giải thuốc đó, mình tư vấn người ta lựa chọn như vậy. Về cái cách phân loại nè, ví dụ em một phòng chán ta phân loại theo những cách thể rắn nè, thể mềm nè, thể lỏng. Mấy phòng chán tốt ta cũng nói là phòng chán được tiêm rồi đó, thể lỏng hơn. Nhưng mà trong dược lâm sàng này không có phân loại này. Trong dược lâm sàng chỉ trong đường dạy thì mình phân loại theo đường dùng. Nên trong cái đường thuốc các em ta cũng phân loại theo đường dùng.
mình ốm, mình tê, nhỏ mắt, mình ngạt, cái ta có tâm theo chạy chết ha. Đừng ốm thì dĩ nhiên là để lỏng không ốm được, để ngán không ốm được ha. Tê có thể là ngạt, ngạt thể lỏng, có thể là dung dịch phỏng dịch gì đó, rồi dùng ngoài hoặc là cái dạng thuốc nặng. Thì ở đây thứ nhất thì nói về dạng ốm, dạng thuốc lỏng trước đi. Thật ra thì nếu mà em bé người cao tuổi, bác sĩ kia đơn các cô tư vấn nên chọn cái dạng lỏng, nó dễ uống. Cái hai là nó hấp thu nhanh, không cần phải chờ một bàn tay. Tuy nhiên cái dạng lỏng này nè, nếu mà em nói gì thứ nhất là ở dạng dung dịch là cái chất rắn tan hoàn toàn trong chất lỏng. Và cái rắn là hoạt chất của mình á. Ví dụ em bỏ cái muỗng muối vô ly nước nó tan hết thì mình dung dịch như vậy. Nhưng mà trên thực tế trên thị trường cái dạng này rất ít. Em thấy bệnh viện pha chế thì dùng ngay tại vì bảo quản khó lắm, chỉ có số dạng thôi, nó dạng lỏng cái trên ít xài ha. Nhưng mà cái dạng cái bảo quản này là khó, nhưng mà cái dạng lỏng là dạng siro thì nhiều ha, còn chủ yếu là siro ho các em ha. Thì mấy em biết thì 64% là đường, mấy em học còn chế siro chưa? Mấy em không có dạng còn chế này, các em chưa tập thì tới 64% là được. Cho nên nó lỏng cái sắt là mấy em tim em rót ra nó giống như nhớ. Nhưng mà khi mà mấy em cho uống hấp thu nó chậm, nó vào máu chậm lắm, tại vì có cái độ sắt được. Cho nên để tăng tốc độ hấp thu này trong khi vào pha lỏng và với nước ra, mấy em đông thể tích á, thời của tôi học á là 4 ngày 2 lần mỗi lần một muỗng cà phê hay là một canh. Trong cái thuốc không ghi vậy, bây giờ không có ghi vậy nha, phải ml cụ thể. Tại vì quy định là một muỗng cà phê là 5 ml, một canh là 15, nhưng mà không vậy chính xác, không có cái chuẩn nào. Thứ hai là cái gót nó sẽ lớn, cho nên cái nhà bào chế ta lấy cái ly trên cái nắp thì nhà thuốc nó bán này đây là tất cái mặt thì mình đông đúng 5-15 ly của bạn. Thứ hai, cái dạng này nè, thường chai siro nó đóng cái chai nó đóng 200 ml, phải không? Mà uống cái thuốc này nó điều trị triệu chứng, mới uống có 2-3 ngày hết hò lại uống nữa, hay là pha với nước đá uống chai, phải không? Thôi này nắp lại để dành ngày nào ho lấy ra uống. Nhưng mà mấy em để thời gian ngắn thôi, vài ngày thôi, mấy em mở ra cái nhìn lên cái mặt ráng cái chai thuốc á, có những cái lớp cái trắng là nó hốc, nó phát triển ha. Đường đúng em sinh ra bao giờ nó hốc phát triển, cho nên phải dỗ, cho nên bỏ băng nó không được. Hai là nó còn cợt, mặc dù là nó dễ uống, ăn bé ngọt nó dễ uống, nhưng mà bỏ băng nó không được. Thứ hai là bệnh nhân đái tháo đường không hỗ trợ, nên tư vấn cho uống cái dạng này mình hỏi là có được đái tháo đường không, ta tự biết nó ra không. Đây là em cứ thấy trong tôi ở đây cũng đang nói dạng siro không dùng cho bệnh nhân nào, để ta có đoạn thông lại làm sao đây dạng hỗn dịch. Mấy em thân em học đồ chế thì em gặp rồi, nhưng mà tôi nói bên bề mặt bề mặt sàn nói cụ thể luôn à. Hỗn dịch là gì? Là một chất rắn không tan trong chất lỏng, không đồng tan, mà chắc chắn đó là ở kích thước phân tử cái nhỏ và là đồng đều. Thì chắc chắn đó là ai? Là dường chất, chất lỏng đó ai? Là nước, dung môi này đó. Cho nên cái dạng này nè, bảo quản cũng hơi khó, nó tách lớp. Và phẫu dịch này thường thì kháng sinh, hoặc là mấy em có chai canxi rồi non, hoặc là canxi đó mấy em à. Thì cái dạng này á là uống á, em bé từ từ cái bộ dây chai xin phạt lo đi, cái mua cái chai nó chạy bộ, cái về cái trong cái chai nó có cái mũi tên, nó kêu là kêu sau cái nước đun sâu đi nguội bằng cái bàn ngang đó, sau đó này nắp lại bắt đầu lắc để phân tán nó là cái không tan nha, về nó hồi về lắc thì là tan cốn lắc tới hơn à, nhưng mà nó phân tán đều như vậy. Cái dạng hạt đó là cái nước phân tử nhỏ dạ, không? Cái thứ nó vậy, cái thứ phân tử nó hay qua cái tử đây nào đó, và cái miếng lát thì nó phân tán đều đi, và mình đông thì cái thứ kháng sinh thì lúc này là
bao nhiêu ml trên kg vô hao hả? Cho nên là cái dạng ổn dịch này là kháng sinh bây giờ không có dạng chiên nữa đâu, dạng này cái cả bóng đầu tiên dạng một dạng ba là ổn dịch luôn. Nhưng mà cái mùi vị rất là dễ chịu, nó cũng có vị ngọt, mùi dâu gì đó, nên em bé nó uống xong được cho chai Simplan lo ở nhà mà cái nhỏ nó ho mà nó bị viêm phế quản cho uống Simplan lo á, uống xong cái chai nó còn hồng hồng mà nó hơn còn hay đi giấu cái thôi nó tiền nó lấy uống nữa. Cái hồi xưa mấy em cho nó uống thuốc á, chất giả đó, cái viên thuốc nó ra cà nhuyễn ra không để từ giấy cái ly cái chai đó lăn qua lăn lại rồi bỏ vô nước rồi phải mắt nó uống và người ta đắng người ta bông bao đường mấy em còn cà ra nữa người ta người ta không uống thì phải tưởng mất hả bắt đầu rồi cái tay giải giải cho ông không uống nên ói kéo lại. Còn bây giờ là tốt rồi, dạng này là rất là phổ biến. Nhưng mà vấn đề đây là chúng ta thì tức á thì chính xác nha. Thì tôi hơi bất ngờ, tức là tôi ở bệnh viện Nhi Amsterdam, tôi thấy em bé nó cầm cái bơm tiêm, bơm thuốc tới 3 tuổi, 2 tuổi có nghĩa là cái đập hào mà có bơm tiêm chứ không bật liên nữa, liên của bạch đó à, cầm thuốc à. Tại vì tính trên kg, ml, những cái số lẻ cho nên, dĩ nhiên mấy cái kia ra nha thì nó bơm cái tưởng rồi mình hút nước mình chán rồi sau đó bơm tiêm mình bảo quản sạch thì mình phải về chăm sóc. Cho nên đây là tại trong những khách thấy là rất chính xác nhất. Còn cái dạng nhưng mà dạng hỗn dịch như thế này nó cái nhược điểm là cái thể cho 24 tiếng cái nó sắp lớn, cho nên cái câu người ta nói là lắc kính thì dùng, trong hai là dùng xong thì lắc nha, không đã uống xong cơ học cái này lắc cái thì dùng cho nhảy nhở nhào lộn quá trời luôn. Tại vì các em uống mà không tắt, một uống nước, hai là uống về không chắc, quan niệm là cái cách sử dụng này. Cho nên cái còn hỏi cái nhà thuốc này sau đây lắc cái sử dụng này nhé. Siro có thể lắc không? Dạng dũng tương thì gần đây tôi không thấy dũng tương là nó giống như dạng cũng dịch nãy vậy đó, nhưng mà hồi nãy là chất rắn không tan trong cái lỏng, còn đây là chất lỏng không tan trong một cái lỏng nha. Chất lỏng của mình là nhiều chất á, cho nên uống nó cũng để mình bảo quản, nó cũng bị lắc lớp, cái này cũng phải lắc chứ gì dùng. Nhưng mà cái dạng này tôi không thấy nè, biết rồi bây giờ. Rồi chúng ta qua dạng rắn. À, dạng này thì chú ý là dạng viên. Thì thứ nhất là mấy em cũng có dạng thuốc bổ hoặc là những hạt tinh hoặc là nhỏ. Mấy em thấy dạng thuốc bổ vậy đúng không? Cái này là dạng ách ta, không? Hoặc là mấy em thấy probio, mấy cái men vi sinh đó em ha, tiêu chảy do kháng sinh dùng á, đồ vô của nhiều nước pha phải không, đồ tiên rồi đó. Nhưng mà mình nên uống như là cái dạng bổ này, nhất là kháng sinh dạng bổ, ví dụ bóp con tiên dạng bổ thì người ta bào chế, ví dụ như cho em bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi dùng một gấu vậy đó, ngày hai lần mỗi lần một gấu chứ không cái nên ngày hai lần mỗi lần nửa gấu. Mấy em không cũng được, tại vì nó bao trong cái vi nhôm, mấy em không thấy bên trong để cho nó điền ha, không thấy. Nhưng mà lỡ mà mấy em không ra đi thì mấy em phải đậy kính, cái nửa gói còn lại phải đậy kính, chỉ cần một cái giọt nước này, nó lọt vô ẩm lắm em, cái quấn bụng và nó làm hư thuốc nha. Cho nên là cái dạng bột này là phải xài phải đúng. Cái hai là khi mình dùng á, mình phải xé cái dạng bột nó ra vô cái ly, rồi mình kiểm tra trong cái gói bột còn dính nốt hay không, nhất là kháng sinh thì nó thiếu liệu, rồi mình mới châm nước vô mình phân tán cho nó đều chứ đừng quậy tay thấy nốt này nó trở thành dạng gì à, không vậy đó à, mình nốt vậy thôi. Nhưng mà mình các em lưu ý cái dạng mà dạng hạt này nè, mấy cái men vi sinh này nè, nhất là tiêu chảy do dùng kháng sinh á, thì người ta kêu pha á là nước này là nước men đun sôi để nguội, tại vì tiêu chảy cẩn thận lắm, đổ vô cái ly cái thẳng có bình thủy sau ché vô vô từng bình luộc cái con này chắc ha. Đây đây là men mà nó dạng bào tử sống, cho nên dùng nước sau như là chắc nó uống bào này sáng không, cho nên là nó phải biết là nước đun sôi để cụ đi rõ ha.
Thank you.